Lê Phú xin trân trọng kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Việt Nam từ thành đến tỉnh. Và sau đây là phần tin chi tiết. Sài Gòn chuẩn bị xây bãi xe cao tầng ở trung tâm thành phố. Ngành giao thông thành phố Sài Gòn dự định xây bãi xe đậu cao tầng để chứa xe hơi, xe máy ở đường Lê Lai vào quận Nhất. Trung tâm quản lý giao thông xây dựng hai bãi đậu xe cao tầng khác ở quận 8 và Chợ Lớn quận 5. Trước đó, phương án xây bãi xe đậu cao tầng ở trung tâm Sài Gòn được nhà đầu tư đề xuất năm 2017 nhưng không được chấp thuận vì lo sợ sẽ bị ùn tắc giao thông và làm giảm không gian công cộng của người dân. Hiện nay Sài Gòn đã có một số bãi đậu cao tầng ở số 71 Chế Lan Viên thuộc quận Tân Phú và bãi đậu xe ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài các công trình bãi đậu xe cao tầng, Sài Gòn sẽ quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm ở công viên Lê Văn Tám, công viên Tao Đàn, sân khấu Trống Đồng và sân vận động Hoa Lư. Sạt lở nghiêm trọng ở đèo Kim Quy, tỉnh Thừa Thiên Huế, quốc lộ 49 sẽ tạm ngừng giao thông. Một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở đèo Kim Quy trên quốc lộ 49, nối thành phố Huế đi huyện A Lưới, khiến hàng ngàn tấn đất đổ xuống mặt đường. Chiều ngày 18 tháng 10, tin từ Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên cho biết lực lượng chức năng của tỉnh vẫn đang tiến hành khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 49 giai đoạn đèo Kim Quy. Qua đó, chiều vào ngày 17 tháng 10, một trận lở đất đã xảy ra tại khu vực này. Hàng tấn đất đá đã đổ. Đây là tuyến đường duy nhất nối thành phố Huế với huyện A Lưới. Rất nguy hiểm và hiểm trở. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Khi vụ sạt lở xảy ra, không có người và xe chạy qua khu vực này. Chi cục quản lý đường bộ và công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đóng quốc lộ 49 tạm thời để khắc phục vụ sạt lở. Dự kiến đến tối nay, ngày 18 tháng 10, việc lưu thông sẽ trở lại bình thường. Tìm thấy thi thể công nhân cuối cùng trong vụ sạt lở mỏ Titan. Khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 10, thi thể công nhân cuối cùng trong vụ sạt lở mỏ Titan Nam tại Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã được tìm thấy. Nạn nhân là nam thanh niên 30 tuổi, quê ở Bình Thuận. Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân nằm dưới bùn cát, cách hiện trường sạt lở khoảng 20 mét. Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm thêm tại hiện trường. Trước đó, tại khu vực bãi thải mỏ Titan Nam, Suối Nhum xảy ra sạt lở bùn cát đã chôn vùi 4 công nhân đang làm việc tại đây. Sau khi vụ sạt lở xảy ra, công an huyện Hàm Thuận Nam và hàng chục nhân viên mỏ Titan cùng với 18 xe đào, xe ủi đã tham gia tìm kiếm các công nhân bị nạn. Ngay trong đêm xảy ra sạt lở, lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể của một nạn nhân đầu tiên, 36 tuổi, quê ở Phú Thọ. Xác nạn nhân nằm cách vị trí đặt máy bơm khoảng 30 mét, sâu khoảng 1 mét. Cá chết 1 tấn ở Hồ Tây, Hà Nội. Liên quan đến sự việc cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương kiểm tra, xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt tại Hồ Tây. Hồ Tây do Sở Tài nguyên Môi trường quản lý về chất lượng nước, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quản lý về nuôi trồng và khai thác thủy sản, Sở Xây dựng quản lý mực nước của hồ phục vụ công tác thoát nước, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ quản lý về trật tự an ninh. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, tính từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV thoát nước tại Hà Nội đã vớt được hơn 800 kg cá chết tại Hồ Tây. Để nhằm tăng cường công tác vệ sinh môi trường, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết tại địa phương cũng thường xuyên chỉ đạo công an quận và Ủy ban Nhân dân các phường xung quanh Hồ Tây tổ chức tăng cường vệ sinh môi trường, thu gom toàn bộ khối lượng cá chết trên mặt nước Hồ Tây, bảo đảm an ninh trật tự và xử lý nghiêm tình trạng câu và bắt cá trong khu vực hồ. Ngành đường sắt công bố lịch bán vé xe lửa trong dịp Tết Quý Mão 2023. Ngày 18 tháng 10, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết dự kiến từ ngày 25 tháng 10, ngành đường sắt sẽ bắt đầu bán vé tàu cho Tết Quý Mão 2023. Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn,
vé tàu cho ngày Tết sẽ được mở bán qua các website tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt, qua ứng dụng điện tử Momo, Vimo, ứng dụng Viettel Pay, app bán vé tàu trên thiết bị di động, hoặc qua tổng đài bán vé tại Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng và tại Hà Nội. Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 10 vé. Nhân đổi trước giờ tàu chạy là 24 giờ trở lên, còn vé tập thể trước 48 giờ trở lên. Giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi. Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề trong thời gian từ ngày 9 tháng Giêng năm 2023 đến ngày 28 tháng 2 2023 sẽ được giảm giá vé đến 20%. Dịp Tết năm nay, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy 10 đôi tàu tuyến từ Sài Gòn, Hà Nội và ngược lại. Trong thời gian nghỉ Tết, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên các tuyến Sài Gòn-Huế, Sài Gòn-Đà Nẵng, Sài Gòn-Tam Kỳ, Sài Gòn-Quảng Ngãi và Sài Gòn-Nha Trang. Vừa rồi là bản tin chi tiết của phần tin Việt Nam từ thành đến tỉnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại. Hơn 10 năm.